Rồi, buổi trưa nay tranh thủ cho anh em chia sẻ anh em khoảng nửa tiếng. Thì cái này mình mới mua cái này của Vision Carbon 4P. Thì trưa nay anh em nào cần thì lấy về luôn. Để chúng ta có đồ thử hoặc có nhu cầu chúng ta thay luôn. Cái này về nhà anh em hai lại tai, tai mình đưa tai cho mọi người. Nên hai tai này chiết ốc. Đấy, về nhà chúng ta sẽ hàn nhựa lại. Và mình sẽ test cho anh em tất cả là ok. Bị rất tai thôi. Ở đây mình mới mua rồi, trưa nay anh em làm thì ok, anh em là ok thì mua luôn nguồn combo ổ khóa này. Tất cả còn hoạt động và SU, cái này nó chỉ mất móc thôi. SU này về nhà chúng ta có thể hàn nhựa lại, bấy lên chúng ta hàn lại. Và bây giờ thứ nhất mình sẽ đọc ra cho cái mã ECMID đấy, còn anh em nào cần mã thì mình sẽ đọc, mình sẽ ghi ở đây. Còn anh em nào không dùng để dùng cho khóa chìa thì anh em có thể họp tùy theo, về nhà chúng ta lấy đồ thử hoặc là bán luôn. Cái này anh em hàn hai cái tay lại đó, tay mình sẽ đưa tay cho anh em hàn đó. Mình sẽ đưa tay cho mọi người hàn. Đây nó nằm ở đây. Đấy chưa? Đó, về nhà mọi người hàn lại cứng ngắc. Đấy, không ảnh hưởng gì. Thì hôm buổi trưa nay mình sẽ mô phẩm chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ mình sẽ hít cái mã ECMID nằm trong cái hộp này ra. Thì anh em hãy chia sẻ cho mình like. Có gì mình chia sẻ, anh em đọc kỹ. Đấy, thì mọi người đang xem like thì mọi người nhấn cho cái chia sẻ, cảm ơn quý vị. Chia sẻ cho em cái like mọi người. Buổi trưa nay mùng 2 đó. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ khoét cái hộp này. Thì khoét một lần chúng ta sẽ có cái vị trí của nó. Và chúng ta sẽ làm cái khuôn. Rồi những cái dòng này là tất cả những cái dòng xe này là 29 độ lại. Vision A Black Lead đó anh em nhớ, thì 29 độ lại Vision Lead A Black. Đây chúng ta sẽ ghi 29 độ lại, được chưa? Đấy, cái này sẽ quay lên trên, cái này hướng đi vào. 29 độ lại là chúng ta đọc trùng nhau, không cần biết nó là xe gì, cứ biết nó 29 độ lại. Ở đây nó có ghi mã nó là K44. Đó, ok. Rồi, anh em hãy để bằng cái mép trên này. Bên này. Rồi, lúc này chúng ta sẽ lấy cái bút lông để chúng ta gặt, chúng ta làm vị trí. Và trưa nay anh em nào thiết bộ này thì comment luôn. Gia Bảo ơi, vào Zalo dùng thì Tuấn, Gia Bảo ơi. Đó, ok. Gia Bảo Zalo giùm em ăn chay ơi. Để em kiểm tra lại, trưa nay em sẽ gửi hết thần y cho mọi người, bởi vì hàng có rồi. Đó thì hôm nay anh em nào cần thì comment làm nguyên bộ này về. Có muốn lên sờ với kia thì hàng cái này lại ai chẳng biết đâu. Đó, thứ nhất là về nhà chúng ta có đồ chơi, đồ thử. Cái này chỉ cần mua cái móc vào nữa là xong. Đấy, và bây giờ mình sẽ đọc lại cái mã ECMID. Cho cái chia sẻ đi anh em. Cho cái chia sẻ buổi trưa đi mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc.
Rồi anh em nào cần bộ này thì comment luôn nhá. Đó, cần bộ này thì comment luôn. Về nhà lắp cho ba xe lái bán đồ có ai biết đâu. Cái này về nhà anh em lắp cho xe lái thì không ai biết cả. À, thân Mai ơi, Zalo giùm anh em trai ơi. Cảm ơn em nhiều ấy. Mai ơi, thân Mai ơi, giúp anh Trúc em trai ơi. Thật sự công việc anh nó lu bu quá em ơi, thông cảm cho anh Trúc. Yêu em nhiều. Yêu em nhiều, được em được ở bên em được bao nhiêu lâu. Rồi chúng ta sẽ sử dụng con server tool để chúng ta đọc cái mã SMID Trần, họ Trần. Anh gửi hàng cho em chưa? Anh họ Trần ơi, anh vào Zalo giùm em cái đi. Ngày hôm nay em sẽ trả hết toa cho mọi người để cho nó xong xuôi, để tiếp tục vào cái khóa làm lợi xăng hay là cái gì đó. Họ Trần ơi, bây giờ anh kết nối vào cái Zalo giùm em cái để em kiểm tra anh trai. Vừa vào Zalo hú em cái rồi vừa xem cái video này nó khá là hay. Và sẽ cố gắng em sẽ sắp xếp thời gian để tri ân anh em về cái server key này trong vòng khoảng vài đêm. Nó sẽ là không đồng. Nó chỉ anh em hoạt động hết tất cả về hệ thống khóa. Để cho mọi người mai mốt mọi người vào kiểm tra biết cái này hư. Hay là cái hộp này hư. Hay là cái ổ này hư. Và rất dễ nha mọi người. Nó cực dễ thôi. Nó không khó gì như chúng ta nghĩ đâu. Em sẽ hướng dẫn cho mọi người vài đêm. Yeah. Rồi Trần Thọ, đơn em chuyển khoản rồi đấy anh. Ok, có bên Zalo rồi, mọi người vừa xem like vừa chia sẻ đi. Trần Thọ. À bây giờ em nói như thế này, đơn giản. Mọi người ở bên Zalo đặt hàng, mọi người cứ chụp được tấm hẳn như thế này em gửi qua mọi người là mọi người đã được gửi hàng. Mọi người không cần hỏi. Đấy, sau mọi người nhận được hàng mọi người sẽ chụp gửi em. Cứ như thế này là mọi người sẽ nhận được hàng này. Đấy, em chụp em gửi qua này. Văn Thọ này bữa chỉ khoản hơi bị nhiều lần. Được chưa? Đấy. Đấy, cứ như vậy là anh em sẽ nhận được hàng. Đấy, khá là nhiều. Đấy. Ok. Được chưa? Đó, anh em cứ làm như vậy. Redlin, anh trai gửi dầu lắp cho em chưa? Vào Zalo luôn. Bởi vì nhiều lúc anh em cái Zalo và cái Facebook của mình nó trùng nhau. Anh Linh ơi, anh vào Zalo giùm em luôn. Anh thoát ra anh vào cái Zalo giùm em cái. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ em sẽ chỉ mọi người quét này. Hello em đây. Em mới đi học bằng lái ô tô về. Đó. Ok. Thì lúc này cả nhà nhìn thấy không? Đúng mục đích luôn em. Đó, thấy chưa?
Đấy, đúng mục đích luôn nha, thấy cái lỗ không? Đây, chúng ta sẽ cắm vào hai cái lỗ này nha cả nhà. Nhìn ở đây. Anh nhận được tiền rồi em trai ơi. Anh lên nơi anh truy cập vào cái Zalo giùm em cái cho nó ẩy lên giùm em cái. Đây. Mọi người nhìn thấy hai cái lỗ này không? Nhìn thấy bấm ok ở đây, mọi người không hàn nữa. Đấy, mọi người sẽ chọn vào đây. Đó, ok không? Đó. Và cái lỗ bên trên này. Đó, chúng ta sẽ chọn vào hai lỗ này. Nhìn thấy không ạ? Đó, cả nhà nhìn thấy nét không? Đấy, thì mọi người bấm ok. Thì ở trên này cái que này mọi người sẽ có hai dây, dây đen và dây vàng. Đó, thì mọi người hãy ghi tờ giấy đây, mọi người khỏi cần nhìn app. Dây màu đen là bên trên. Thấy chưa? Đó, em sẽ để như này luôn. Mọi người làm hai que chọt nhỏ thôi. Cái này vừa rồi em thô quá, em làm hai cây xích tốt. Mọi người đi ra chợ ấy, mọi người mua hai kim băng. Nha, mua hai kim băng cho nó khỏi sét. Còn ba cái này nó hơi bị sét thì mọi người phải trà lại để cho nó ăn tiếp điểm. Tốt nhất mọi người dùng hai kim băng, nó không bao giờ sét. Đấy, hoặc là cái kim báo xăng, kim đồng á, kim đót á. Đây đen mọi người sẽ cắm bên trên này. À, dây vàng mọi người sẽ cắm bên dưới này. Đấy, mọi người khỏi phải dùng app. Đó, mọi người lưu lại. Đó, thằng Lân Võ em chào anh. Rồi, bây giờ mọi người sẽ kết nối này. Rồi. Và cái bộ này chiều nay mình sẽ đi Đồng Nai nha. Hôm qua có người đấu giá cái bộ này 2 tỷ rưỡi. Đó. Đấy, hôm qua có một anh em ở Đồng Nai, ở Bình Dương. Sorry. Đấu giá bộ này 2 tỷ rưỡi. Đấy, bây giờ mình đã cuốn gọn lại. Được chưa? Đó, chiều nay mình sẽ cung cấp thêm cho anh em đồ chơi nữa. Mời anh em vào trong nhóm học group. Đó, bộ này 2 tỷ rưỡi này, anh em thấy ghê không? Đâu, thằng đấy, 2 tỷ rưỡi. Đó, ok. 2 tỷ rưỡi bộ này. Cái ly này thì mình không gửi được rồi, sợ nó bể. Đấy, còn mọi người muốn làm cái cây trọt thì mọi người có thể mua cái tăm. Mua cái gì nhỉ? Cái kim băng. Kim băng thì nó bằng inox, nó không sét. Hai nữa mọi người lấy kim đót này. Đấy, mọi người chọn vào đây. Ok chưa? Còn thì bây giờ cái này thì chiều nay em sẽ làm lại hai kim băng, làm này nó thô quá, nó bị sét cái đầu này. Nó bằng sắt mà. Thì nó sẽ tiếp điểm không tốt. Đó. Thanh Phạm cái gì? Thanh Phạm Zalo giùm em anh trai ơi. Thanh Phạm Zalo giùm em đi. Đấy, mọi người móc như thế này. Khi mọi người hàn vào cái nó đơn giản, ộp cái là xong. Còn trưa hôm nay anh em nào chốt bộ này mình bán luôn. Mình sẽ test xe cho mọi người chia sẻ, vừa xem vừa chia sẻ. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối với máy. Để mình hit cái mã SMID ra. Ok. Đó. Chúng ta sẽ cấp một cái nguồn điện áp vào cho nó. Rồi trước tiên chúng ta từ từ cắm cây. Chúng ta hãy truy cập vào Smart Key cái đã. Hơi bị tối đúng không? Điện thoại này quay hơi bị tối. Rồi. Rồi. Đấy, chúng ta biết vị trí rồi. Cây chúng ta chuẩn bị ở đây. Đấy. Đấy, Smart Key. Anh em vừa xem live vừa chia sẻ buổi trưa cho nhiều anh em đồng bào cùng biết tới để xem. Honda. Chúng ta chọn vào 20 pin. Hai rắc hàng số 2. Anh em bấm Enter. Chúng ta chọn vào tự động. Tự động. Chúng ta sẽ vào cái vấn đề đọc full key. Rồi chúng ta nằm chờ ở đây hàng thứ hai. Đọc key ID, đọc full key. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Que đen này đã làm dấu ở bên trên. Chúng ta làm một cái kim băng nhọn đâm vào luôn là ok. Rồi cái này hơi bị to. Rồi, giữ. Que vàng ở bên dưới.
Rồi chúng ta lấy cái tay chụm lại. Và chúng ta phải có cái sự cân bằng, có một cái điểm tựa. Khi lỡ may đọc kỳ có anh em nào đụng vào cái bàn, hoặc tốt nhất chúng ta đang đọc kỳ thì tuyệt đối không ai đụng vào cái bàn. Còn anh em có cái điểm tựa như này. Ok. Đó, rồi mình sẽ đọc. Rắc trên này cho ok vào. Rồi, được chưa? Rồi, mình chỉ cần bấm Enter. Đầu tiên, máy sẽ cảnh báo chúng ta kiểm tra nguồn điện áp và vị trí. Đấy, cái này là kiểm tra nguồn một cái điện áp. Đấy, dây rắc nó phải là tuyệt đối ok. Đấy, nó cảnh báo. Đấy, nguồn điện không tốt, mối hàn không tốt, sẽ bị lỗi hoặc mất dữ liệu. Vui lòng kiểm tra nguồn điện, mối hàn trước khi chúng ta thao tác đọc kỳ ID. Rồi, vấn đề này tất cả là nguồn điện áp đều ok, cáp đều ok, bấm Enter. Đó. Anh em thấy chạy không? Rồi, lỡ may mà chúng ta đang giữ vị trí này đọc thoải mái. Bởi vì ở đây chúng ta đã quá định tâm cái tay này có điểm tựa rất tốt. Đấy, không? Lỡ may mà ai tới đập phá này cũng chẳng sao cả. Đó là sự rất an toàn cho anh em đọc kỳ. Lê Quốc Tiến chưa? Thì tất cả anh em là tham khảo truy cập vào cái Zalo này, hàng hóa ước gì hãy truy cập vào cái Zalo để mình dễ kiểm soát. Cảm ơn quý vị. Và mình từ bé giờ hôm nay mới cầm cái bu lăng ô tô lần đầu tiên, mình cảm thấy cũng cực kỳ là dễ. Mình nói thật sự ở trên đời này khó nhất là cái kiếm tiền. Còn tính ra chạy ô tô thì thật sự cầm cái bu lăng đầu tiên nó hơi bị bối rối. Hôm nay mình chạy khoảng tầm hơn tiếng, ông thầy ông bảo thấy ok đấy, hồi giờ có chạy xe ở đâu chưa. Mình bảo nô xịch, em hồi giờ cứ bơm hơi vá lốp, hôm nay mới cầm bu lăng một lần. À, được rồi thì mình chỉ có học ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Thứ bảy tuần sau mình sẽ chạy quốc lộ nha mọi người. Rồi lúc này chúng ta sẽ đọc được 49%. Đấy, anh em chỉ cần khoét cái lỗ cực nhỏ cắm vào như vậy. Nhớ là anh em hãy đi thay bằng cái kim băng hết. Ra chợ mua khoảng 3 cái kim băng, chúng ta cắt được 6 cái, về nhà làm tất cả để chúng ta đọc. Mọi người xem cái video này có hữu ích thì mọi người cho cái quả sẻ, cho cái thả tim. Đấy. Để làm một cái tinh thần động lực để lần sau thì Tuấn có nhiều video hơn nữa chia sẻ cho quý vị. Ăn đi ô tô, ăn tương lai thì sau này anh em tới đây, tới sân bay An Giang chở ô tô về hết, không phải đi xe máy cả. Cảm thấy video này nó chuẩn thì không cần chỉnh thì mọi người cho cái hữu ích, còn làm như này sai so với những cái trường lớp đào tạo anh em thì anh em đóng góp bảo Tuấn ơi mình đi học thầy, thầy bảo làm này là sai thì anh em để lại comment đấy, nhiều anh em có một cái cách đọc kỳ nào hay hơn thì anh em để lại comment bảo đọc như này hơi bị ẩu để mình sửa lại đấy, còn hồi giờ mình chỉ biết là làm được như thế này thôi, còn anh em nào có cái gì thì chúng ta để lại comment. Rồi ok đó, vậy xe này hộp này còn zin còn hai móc thì lúc này cái mã ECMID dễ sẽ trùng với key 1. Đấy. Là cái key này key chính 041 46 29 96. Và buổi trưa nay có anh chị nào mua bộ này em bán luôn. Rồi chúng ta sẽ chụp lại. Trưa nay có anh em nào mua bộ này mình chốt luôn cho mọi người về nhà, mọi người thử nghiệm, mọi người test xe, mọi người bán cho khách hàng luôn. Chào cụ Thịnh. Anh em nào mua bộ này thì comment cho mình luôn. Rồi lúc này mình sẽ đồng bộ lên xe, đồng bộ cái mã ECMID được mang ký hiệu 041 462 996. Ok. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra khi chúng ta đã chụp lại hình ảnh chưa. Mất công trí nhớ của chúng ta không tốt. Còn trí nhớ của chúng ta tốt thì chúng ta sẽ nhớ được 9 số này tương đương với gần số điện thoại 041 462 996. 041 đấy, 462 996. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đồng bộ.
với hộp SU nào đó. Còn cái này bây giờ anh em chép móc vào thì nó sẽ dính luôn trong này. Rồi mình sẽ ghi cái mã SM ID ở đây, anh em nào muốn thêm cái móc thì anh em thêm, hoặc mình sẽ thêm cho mọi người. Còn cái này chúng ta sẽ gia nhập thủ công, nó sẽ nổ này. Đấy. Bây giờ mình sẽ nhập thủ công, nó sẽ nổ ngay. Ok, mình ra mình nhập thủ công nha. Được chưa nào? Rồi, mình ra xe cạo khóa đây luôn. Trưa nay có anh em nào mua thì comment em bán luôn. Rồi, đây. Đấy. Ổ khóa này thì bình thường, ổ khóa nào cũng như ổ khóa nào, ổ khóa này không liên quan gì cả. Đấy, ổ khóa nào cũng như ổ khóa nào nha anh em. Rồi, bây giờ em sẽ ra con xe Vision này. Rồi, em sẽ đầu tiên sẽ là gì? Nhập cho nó cái mã. Hoặc là chúng ta có thể đồng bộ. Bây giờ em sẽ nhập thủ công. Thì bây giờ bật lên nó sẽ kêu tít tít bởi vì nó chưa đồng bộ. Rồi lúc này em sẽ sử dụng cái gì? Cái hộp SU ở nhà. Thì đương nhiên chúng ta sẽ lắp lên nó sẽ kêu pít 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 pít. Bởi vì chúng ta chưa đồng bộ. Đó, thấy không? Đó. Ok, nghe lại này để sau này biết chưa đồng bộ này. Dài, ngắn, ngắn, dài. Là có nghĩa là sao? Là dài, ngắn, ngắn, dài. Là chúng ta chưa đồng bộ. Đó. Còn nó kêu 4 tiếng dài thì có nghĩa đang bị đứt dây đường truyền. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp hộp SU Zin. Và chúng ta mới đọc ra để chúng ta nhập key ID khẩn cấp. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp vào thì đồng thời sẽ không xoay được cái núm. Được chưa? Đấy, bởi vì nó không có móc. Đây. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhập key để xem nó nổ không. Nó nổ thì trưa nay anh em nào ok thì chốt luôn. Đức Nghị gửi cho anh 10 búa và bát nhé. Đức Nghị ơi, Zalo giùm em anh trai ơi. Anh Đức Nghị ơi, Zalo 0909755993. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi mình sẽ nhập cái mã. Đầu tiên chúng ta là gì? Nhấn giữ nút đề. Anh em nhìn ở đây. Thấy chưa? Nhấn cái. Đó. Rồi số 0 chờ bỏ qua. Rồi số 4 1 2 3 4. Rồi 1. Rồi 4 1 2 3 4. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai. Chín, chín, sáu nữa là đủ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tít tít là thành công. Đó. Ok. Thấy không? Đó. Ok. Anh em nào cần thì inbox mua luôn 3 bộ. Combo 3 món. Đó. Thấy chưa? Đó, về nhà chúng ta có thể đăng ký remote. Hoặc Toán ơi, đăng ký cho mình luôn. Hoặc là có đồ chơi thử. Đó, mình sẽ ghi cho anh em cái mã SM ID.
hoặc anh em có nhu cầu mình off luôn, off luôn chức năng bảo mật thứ hai. Ok, mua đi anh em ơi, không ở đâu rẻ bằng đâu, ổ khóa trùng nhau hết, đơn giản thấy không. Ngon lành cả đào. Rồi xong, tắt. Thì bây giờ anh em muốn thao tác lại thì anh em phải nhập lại key ID. Rồi mình sẽ nhập lại một lần nữa cho anh em. Dí lì, chờ đèn biểu tượng khóa nhấp nháy, nhấn cái xác nhận số 0, lúc này chúng ta sẽ không nhập, chờ bỏ qua. Rồi số 4, 1, 2, 3, 4. Số 1. Số 4. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai. Chào anh em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Mình vừa quay camera, mình vừa thao tác mà anh em thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tít tít là thành công. Đấy. Yo. Đồ máy. Yeah. 17. Chào 77. Ok anh trai Nguyễn Dương. Rồi anh em nào yêu bộ này chốt luôn đi. Yêu bộ này chốt luôn đi, đừng nghĩ nó bể về nhà hàng lại là xong. Rồi, tí em sẽ ghi cái mã ở đây mọi người, cái này mọi người móc ở đây mọi người hàn nhựa lại là xong. Nó sống nhân răng mà có bị gì đâu. Đấy, anh em thợ người ta thay hết. Được chưa? Đấy thì lúc này mình sẽ ghi cho anh em cái mã vào đây. Bây giờ mình sẽ hàn lại. Ok, mình thử tất cả nó đều sống nha anh em. Tất cả nó đều sống, không có bị gì hết. Này về nhà anh em nào cho lái cho yếc lắp vào phát xong hết. Rồi còn cái này anh em về nhà móc lên hàn vào là xong. Tập hàn cho nó quen. Thấy không? Đấy hàn nốt là xong. Bây giờ mình sẽ ghi cái mã lên đây. Đấy còn cái này về nhà lấy màu hàn hàn lại là xong. Có cái gì đâu. Phải nó bể rắc IC đây mới sợ. Tất cả đây đều rất ok. Đấy. Mình sẽ đưa cho anh em cái tai nữa ở đây. Mình hàn vào. Rồi mình sẽ ghi cái mã ở đây cho anh em. Dán cái tờ giấy vào. Không một ngày rất nhiều cuộc điện thoại nó sẽ bị mất uổng phí. Đây mà anh em thấy không, sờ mất kia nó dễ như kiểu mà chúng ta đi chơi vậy thôi. Cho anh cái bút xóa của anh đâu rồi nhỉ? Có thiện lấy bút xóa ngoài đó.
Ok. Đó, anh em nào cần thì comment nha. Mã này trùng với key và SMID. Rồi. Đó, ok, cần thì comment. Đấy, về nhà anh em có thể thêm mod hoặc là anh em có key rồi, chúng ta nhập vào là xong. Còn cái chìa hai nó khác nhau số hai số cuối. Đấy, key 2 này. Đấy, 014. Đấy, nó khác nhau 05 thôi. Đấy, 9605. Đấy, mọi người thích nữa thì tá là key nào cũng được. Đấy, cho bọn chơi còn cái này tất cả chấm 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 đấy. Đấy, đầy đủ SM2D và key 1 và key 2, quá tuyệt vời rồi. Anh em nào cần cái bộ này thì comment. Mấy trăm bộ đó rồi, bộ này gần 2 củ rồi anh em ơi, không có mấy trăm đâu, mình mua vào củ 6 mấy chục rồi, mấy trăm thì mua được cái ổ khóa này thôi. Con SU này đã mấy trăm nghìn rồi, bởi vì nó sống mà, về nhà có gì đâu, xe lái tẩy qua cái là xong, về nhà mình nghiên cứu bán với bình thường. Nhưng xe này có bị gì đâu, mình gãy tai hẳn lại rồi. Cảm ơn quý vị và anh em đã theo dõi video này. Đi xe này chắc bọn cướp giật nó bán cho Tuấn à. Cướp giật à, Lê Xuân Giáp anh cứ nói thế còn ngại thật, em đời nào đi mua ăn của anh cướp giật bao giờ. Rồi, mọi thông tin thì từ bấy giờ anh em nào đã xem video này thì vui lòng mọi người truy cập vào đây để em gửi hàng, em sẽ kiểm tra cái Zalo. Đây anh Nghị. Rồi. Rồi, 10 bộ xong rồi nhé, cho em cái địa chỉ. Địa chỉ anh trai. Rồi, thank you anh. Rồi, lo trong này mất địa chỉ của anh em rồi. Rồi. Bộ thần y giá bao nhiêu vậy anh? Bộ thần y để chốt giá anh này. 25 tiếp dầu nhé anh trai, anh gửi về thôn Gò Tân, Tân Tiến, thành phố Bắc Giang anh nhé. À, ok anh. Đấy, cảm ơn mọi người, thì mọi người cứ truy cập như vậy. Ba món anh trai ơi, Phạm Minh ơi. Combo cho anh ba món. Ổ khóa, hộp điều khiển và bộ não SU, SM khóa. Khóa sao kia không khó mọi người, chỉ cần cứ làm chậm chậm như vậy, ăn hết sờ mấy kia có gì đâu. 19 cuộn từ đấy, cứ vậy mọi người phịch đấy, 56 nút đề và xít tốt số 8 là SU cấp 12 vô xuống IC cứ vậy thôi, số 2 và 12 nguồn vào mát đấy, đấy, 5 là xít tốt, 6 là nút đề, số 10 là đường truyền SU về IC đấy. Xong lúc này chúng ta khởi động đề bóp xít tốt, nhấn nút đề âm và dương cấp tới chân số 5, số 6 của hộp. Thì lúc này hộp SU sẽ cấp một điện áp 12V từ chân số 8 cấp 12V xuống IC nổ phịch phịch. Đấy. Đấy đó. Không có gì cả. Rồi, xin chào buổi trưa mọi người. Nghỉ ăn cơm, em về nhà ăn cơm tí ra em ship hàng mệt quá. Bữa nào có điều kiện mua xe đạp nữa. Sáng đi tập thể dục, đi tập gym nữa, nó to chỗ này lên anh em. Trời hôm nay trong mình cứ tùn lùn như vậy, mình vào cái ô tô mình ngồi đụng đầu luôn anh em. Dê hết ghế đằng sau, con vê ớt. Đẩy hết ghế đằng sau, chân nó dài, mẹ vê ớt kiểu này chắc không mua vê ớt được rồi. Mỏi chân lắm anh em ơi, bởi vì không gian của nó khá là ngắn. Hàng zin theo xe Phạm Minh ơi. Hôm nay em ra em tập lái con vê ớt, em ngồi đụng sàn luôn. Ông thầy ông bảo mày cao ghê đấy.
Ủa, em bấm ghế thì cái ghế này nó kéo ra đằng sau chẳng khác gì như chúng ta mà kích quân đội, kịch 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 ghế re đằng sau. Ủa, vẫn chưa thoải mái hai cặp chân này vẫn còn mỏi bởi vì hai cái chân này mình thẳng quá mọi người hiểu không? Tựa ra này cầm bu lăng này. Này bây giờ mà đi tập gym nữa nó nở cái ngực này lên thì chị em phụ nữ người ta lại khoái. Tiền đâu mua pho, mô tô Tuấn Thảo, chiều em gửi hàng cho anh. Cái body của em đây mà em đi tập gym nó hơi bị to mọi người không? Bởi vì cái vai của em nó khá là to và đồng thời bề ngang nó mỏng. Cái vai này đi tập gym hơi bị to mọi người. Xô này bây giờ mà có thầy nào dạy tập trong vòng 1 tháng thật sự mà ăn uống đầy đủ lên ghê lắm. Bởi vì cái khung nó có sẵn rồi mọi người hiểu không? Bây giờ chỉ có thầy nào tập mà uống năng lực sữa bột pha hít đẩy thở. Bây giờ đi tập gym có cô nào mà cô ấy dạy thì em đi học ngay, bỏ đi học ngay, sáng dậy sớm mẹ đi tập ngay lấy cái form. À, xin chào mọi người, kết thúc.